Dạ vâng, xin chào mừng các bác và anh em nhé. Chúng em tiếp tục phối ghép một cấu hình combo cho anh Minh Phúc, anh ở Liêm Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ở cấu hình combo này thì có tổng giá trị đơn hàng lên đến 28 triệu đồng. Và đây là một đơn hàng mà chúng em đang phối ghép và được rất nhiều anh em đam mê yêu âm thanh thích về cái phong cách. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến nó khác biệt so với những cái bộ dàn trước đây chúng em hay phối cặp VK938 với X22, X23. Thì trong cấu hình combo này thì có chiếc đẩy 2 kênh chính hãng WeWood, một đeo là GXS 600 Pro, hai kênh rất là khỏe. Và con này thì được trang bị cái cấu hình màn hình của nó hiển thị đầy đủ thông số này. Em đã giới thiệu rất là chi tiết về cái mẫu đẩy này rồi. Phía bên trên là con vang KM360, một con vang số chỉnh cơ tiện lợi dễ sử dụng, gọi là vang số Liker quốc dân đi. Và bộ mic VK321 bản 4 dâu, và em đang lắp dâu để cho sóng khỏe, cũng test thử cái chất lượng trước khi. Và cái quan trọng nhất là kiểm tra tất cả mọi các thiết bị trước khi chúng em đóng hàng gửi đi. Đơn hàng này chúng em sẽ đóng gửi bưu điện. Còn nói về cặp loa VK938, cặp loa bát 40 rất khủng. Với mẫu này thì được trang bị cấu hình một con bát 40 gân vải tẩm dầu này, hai con trung cao, hai con trung trầm và một siêu chép đầu đạn hỏa tiễn đi kèm với chất liệu màng titan. Vỏ của nó thì ở bên ngoài là màu vân gỗ cánh gián, phong cách đẹp, nổi những cái đường nét như là kiềng loa vàng gôn, nền màu đen, ê căng lụa cũng màu đen. Hiện tại thì em sẽ đi vào kết nối luôn để test luôn vào bản karaoke cũng như được kiểm tra chuẩn tất cả mọi các thiết bị ở đây. Và hiện tại bây giờ cũng đang là 3 giờ kém. Chúng em sẽ cố gắng hoàn thành tất cả những cái đơn hàng mà nhận trong ngày hôm nay để gửi đi. Đơn hàng anh Phúc này và những cái đơn hàng mà hầu như là đa phần mấy ngày nay chúng em đóng nhiều những cái dòng VK938 này để gửi bưu điện, nên là anh em nhận hàng yên tâm, thùng bìa xốp sách đầy đủ, đảm bảo uy tín về cái chất lượng sản phẩm. Bộ mic VK409 thì ngoài ra thì cái việc mà anh em không lấy thì chúng em sẽ thay thế bộ 321. Đấy, đơn này của anh Phúc cũng đã thay thế cái bộ 409 đi để lấy 321, thì giá trị đơn hàng nó lên đến 28 triệu đồng. Còn anh em nếu mà quan tâm chi tiết hơn thì liên hệ cho em qua số hotline nhé. Chờ chút em sẽ test qua cái tiếng mic. Nhiều bác bảo là một bộ đẩy lên vang dễ dùng hơn bộ này, thì em khẳng định luôn là nó đều dễ dùng như nhau, chỉ bật lên để hát thôi, không cần phải chỉnh chọn nhiều. Dụ nhau bay về đâu ngân thơ lũ vườn gọi nhau nào, nhưng khi ôm thép súng tê tay. Ok, thử nốt cái tay mic này bên này đi để thời gian đang gấp rồi, để cho anh em chúng em sẽ thử lần lượt từng tay mic một. Và về phần chỉnh echo vang nhà thì chúng em đã chỉnh xong rồi, để các em không cần phải chỉnh chọt gì thêm nữa. Về chỉ việc cái bên cái nút effect, nếu không gian nhà của anh em nó vọng hơn thì có thể giảm bớt effect đi. Nhắn nhớ lời thăm đường làng cũ năm nào, khi con còn bé nhỏ mẹ. Đó, chúng em thử song song hai tay mic cùng một lúc để các bạn em yên tâm hơn. Đó. Con đường xưa còn đó, tóc liều vừa gió du buồn. Bận thành cũng nên cho em sẽ tăng cái volume to lên một chút. Nhưng có yêu với tất cả những cái điểm mạnh
Nổi bật qua cái cấu hình combo này là biệt dòng loa bass 40 khi được phối ghép với chiếc đẩy hai kênh thì cái khả năng nghe nhạc chi tiết, tách bạch, âm sắc, bass trung chép cũng như khi hát karaoke cái tiếng mic vào rất là nhẹ. Và chúng em cũng xin được khép lại video ở đây. Xin cảm ơn các anh em cũng đã đồng hành và yêu mến ủng hộ CK chúng em.